Thưa thầy, con đã đọc trên mạng một thầy tu sĩ Phật giáo bị tâm thần đập phá xe như sau đó. Do đó con biết tâm thần không nên đi tu, nên phát nguyện thế nào để kiếp sau vừa có thể đi tu và không bị tâm thần. Cái chuyện là làm sao để kiếp sau đi tu á thì sư nói nhiều lần lắm rồi, bây giờ sư chỉ nói đơn giản thôi. Thì mình cứ thích hứa thôi mà, tức là mình nguyện sao cho kiếp sau tôi đi tu. Mà quý vị có biết là có thể kiếp trước quý vị cũng nguyện y chang vậy không? Kiếp trước quý vị nguyện là mong cho kiếp sau tôi đi tu, rồi bây giờ qua kiếp này quý vị vẫn tiếp tục nguyện cho kiếp sau tôi đi tu, thì có nghĩa nó giống như là ngày mai ăn bánh phở trả tiền, không bao giờ mình đi tu được hết trơn. Cho nên muốn đi tu là tu bây giờ chứ không phải là chờ đến cái kiếp sau ha. Còn muốn mà không có bị tâm thần á thì chỉ đơn giản là mình ráng giữ giới, đặc biệt là cái giới không uống rượu. Thì như vậy đó là mình sẽ ngăn ngừa cái trạng thái là bị tâm thần ở đời sau kiếp khác. Và không biết Đại Đức Tề Tường có bổ sung gì không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, cái câu hỏi này nói chung cũng khá đơn giản, mà Đức Thanh Tuệ trả lời tôi thấy là rất là đầy đủ rồi, cho nên là cũng không có bổ sung gì thêm. Xin lướt qua câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.